Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay là chiều 15 tháng 1 âm lịch, hay còn gọi là rằm tháng giêng. Đây là toàn cảnh của kho Bình Sơn chiều 15 âm lịch, hay là chiều 15 tháng 1 âm lịch hay rằm tháng giêng. Cảnh xuất kho của chúng tôi, các bạn có thể thấy được các loại hàng hóa chúng tôi đang đóng chuyển đi rất là nhiều. Đây là xuất cho các đại lý, các bạn có thể thấy được trước mắt các bạn đây là máy cắt cỏ bãi, máy phát điện. Các bạn đóng hàng đang nhanh chóng hoàn thiện đóng hàng để gửi cho khách ở xa, cấp xe, cấp tỉnh, không muộn xe nó sẽ về mất. Bên đây là các bạn có thể thấy được hàng đã đóng vào bao tải rất là gọn gàng, nhân viên đóng hàng kho bãi. Đây, trước mắt các bạn đây là máy hái chè đơn, các loại máy hái chè đơn. Hàng này là hàng Trung Quốc thôi chứ không phải là hàng hãng gì cả. Đây là máy hái chè Trung Quốc. Đây là một chiếc máy phát điện Kama 6500 KDE chạy dầu diesel, chiếc này sử dụng gia đình rất là hay. Chiếc này thì đánh giá được là chất lượng tốt hơn chiếc Bamboo 7kg. Nó là hàng China thôi nhưng mà thương hiệu các bạn có thể thấy từ cái dây đai của nó cũng đóng chữ Kama. Đấy, Made in China, nó thể hiện rất là rõ ràng những thùng. Toàn cảnh xuất hàng của Bình Sơn. Đây là kho của chúng tôi, TT18 trong tổng kho của 368A Phúc Diễn, chân cầu vượt, các bạn có thể thấy được đấy, chân cầu vượt đằng xa đây. Ok, thế là chúng tôi muốn quay cái clip này để cho các bạn khi mà ở xa ấy, mua hàng của chúng tôi thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm được là khi mà các bạn gửi tiền thì chúng tôi chắc chắn sẽ gửi hàng cho các bạn, thì đấy là rõ ràng. Và trước khi hàng gửi thì chúng tôi sẽ quay video và test thử các cái sản phẩm mà các bạn đặt, sau đó chúng tôi sẽ gửi cho các bạn. Đấy là đối với các mặt hàng là máy bãi, máy đã qua sử dụng. Còn đối với những mặt hàng mà máy mới thì tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ vẫn giữ nguyên si tem mác, tất cả nguyên đai nguyên kiện là chúng tôi sẽ đóng và gửi đi, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mua hàng tại Bình Sơn. Nay chúng tôi là một cái đơn vị chuyên bán buôn tất cả các đại lý rất là nhiều trên các tỉnh thành ở khắp cả nước. Với cái số lượng hàng hóa như này, không phải là một đơn vị online bình thường, một đơn vị kinh doanh bình thường thì không bao giờ có thể xuất được số lượng hàng nhiều như thế này trong một ngày. Nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cơ sở vật chất cũng như trở về các cái mặt hàng chúng tôi đang kinh doanh. Rồi, ok, đây là các loại cần phun. Rồi, các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất chúng tôi up video lên mạng, để cho các bạn có thể tiện theo dõi nhất khi mà có những cái sản phẩm nào mới thì lập tức chúng tôi sẽ quay video và up lên. Khi đó thì các bạn like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi thì các bạn sẽ nhận được thông báo mới nhất luôn, và các bạn có thể theo dõi những video mới nhất. Phòng khi là khi những cái mặt hàng khi chúng tôi up lên ấy, nhiều khi các bạn không để ý thì chúng tôi đã up lâu rồi thì hàng đã bán, nên như vậy là các bạn gọi sẽ mất thời gian, hoặc là không biết được hàng nào là hàng mới về và hàng nào là hàng đã up lâu rồi. Nên là các bạn vui lòng like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi các bạn nhé, để có thể theo dõi một cách nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Năm 2018 này thì hứa hẹn một năm chúng tôi sẽ giới thiệu với mọi người rất là nhiều sản phẩm hữu ích với cả các cái công việc của chúng ta về máy móc nông lâm ngư cơ và các loại máy móc xây dựng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.